Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ năm, ngày 15 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa chúc mừng 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Hiệu quả phối hợp giữa lực lượng công an và quản lý thị trường trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Thẩm định đề xuất công nhận hai làng nghề tại huyện Khói Châu. Tiếp tục các bước giải phóng mặt bằng cho đường dây 500 kV mạch 3 qua địa bàn huyện Văn Lâm. Cảnh báo sử dụng bẫy điện tại ruộng lúa tại xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến động viên chúc mừng cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024. Cùng đi có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và truyền thống đoàn kết của cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thuận lợi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đồng chí lưu ý, trong tình hình luôn có những diễn biến phức tạp, đặc biệt trong giai đoạn tăng tốc về đích các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết đại hội các cấp. Vì thế nhiệm vụ đặt ra cho cả hệ thống chính trị nói chung và lực lượng Công an nhân dân là hết sức nặng nề. Do đó thời gian tới, cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, luôn luôn quán triệt, bám sát các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về đảm bảo an ninh quốc phòng, bám sát kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai tốt các nhiệm vụ liên quan đến đại hội đảng các cấp. Thay mặt cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng thời tiếp thu sự chỉ đạo của lãnh đạo và khẳng định lực lượng Công an tỉnh sẽ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành, của địa phương, quyết tâm giữ vững vị trí đứng top đầu trong cả nước về cải cách hành chính và đấu tranh phòng chống tội phạm, nắm tình hình, đảm bảo an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương đến các điểm cầu cấp tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông tin hai chuyên đề: tình hình kinh tế xã hội 7 tháng năm 2024, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2024, tình hình tôn giáo tín ngưỡng và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở nước ta hiện nay, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền nội dung hai chuyên đề được thông tin tại hội nghị, đồng thời tham mưu cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền phổ biến quán triệt các nghị quyết chỉ thị về xây dựng đảng, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, quản lý chặt chẽ về công tác tôn giáo trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Ngày 15 tháng 8, hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân cấp huyện đã kết thúc. Các đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự bế mạc hội nghị. Qua 2 ngày tập huấn, các đại biểu đã được nghiên cứu 5 chuyên đề về kỹ năng quyết định và giám sát của Hội đồng nhân dân trong lĩnh vực đất đai, tư pháp, kỹ năng giám sát của Hội đồng nhân dân trong lĩnh vực đầu tư công, lĩnh vực đảm bảo quốc phòng an ninh. Những nội dung tại hội nghị tập huấn có ý nghĩa cả trên phương diện lý luận và kinh nghiệm thực tiễn nhằm tăng cường kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân. Các đại biểu tiếp tục nghiên cứu tài liệu và những kiến thức đã được cung cấp, truyền đạt, học hỏi thêm kinh nghiệm để vận dụng và thực hiện tốt hơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu. Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến các kiến thức, kỹ năng tại hội nghị đến đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng tham gia hoạt động của các đại biểu Hội đồng nhân dân. Chiều nay, Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
Qua 3 năm phối hợp, Công an tỉnh đã chuyển giao 190 thông tin vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm pháp luật cho Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên xử lý. Kết quả, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã xử lý vi phạm hành chính đối với 175 tổ chức cá nhân hộ kinh doanh. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 15 tổ chức cá nhân về các hành vi vi phạm. Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu, nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa, vi phạm quy định về đăng ký hộ kinh doanh, xử phạt hành chính hơn 4 tỷ đồng, tịch thu hàng hóa trị giá gần 10 tỷ đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm gần 2 tỷ 600 triệu đồng. Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã chuyển cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên 8 hồ sơ tang vật có dấu hiệu tội sản xuất hàng giả, buôn bán hàng giả, dấu hiệu tội buôn lậu để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên và Cục Quản lý Thị trường tỉnh tiếp tục ký quy chế phối hợp, theo đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo từng lĩnh vực quản lý, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh, quyền lợi người tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường, phát triển kinh tế xã hội. Hôm nay ngày 15 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 838 về việc công nhận huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay, huyện có 10 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 7 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 1 xã đạt tiêu chí xã thông minh, 15 thôn đạt tiêu chí thôn thông minh, 29 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 1 thị trấn đạt tiêu chí đô thị văn minh. Diện mạo nông thôn được đổi mới, ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và văn minh. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Huyện Văn Giang đã có nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với thực tế để phù hợp với bộ tiêu chí nhằm đạt kết quả đáng ghi nhận trên nhiều phương diện. Một số tiêu chí của huyện vượt gấp nhiều lần so với chỉ tiêu đề ra như thu ngân sách nhà nước, thu nhập bình quân đầu người, giá trị thu trên 1 hecta canh tác, hạ tầng nông thôn. Đặc biệt, huyện Văn Giang là địa phương đầu tiên của tỉnh Hưng Yên không còn hộ nghèo. Văn Giang cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Sáng nay, Hội đồng Thẩm định xét công nhận làng nghề tỉnh năm 2024 tiến hành thẩm định các điều kiện tiêu chí để xét duyệt công nhận hai làng nghề Quất Cảnh Đông Tảo Đông và Đông Nghệ Đông Kim cùng ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu. Làng nghề Quất Cảnh Đông Tảo Đông có 445 hộ tham gia sản xuất, chiếm gần 32% tổng số hộ của thôn. Năm 2023, làng nghề sản xuất 102.000 sản phẩm với tổng doanh thu đạt trên 122 tỷ đồng. Làng nghề tạo việc làm cho gần 900 lao động với thu nhập gần 86 triệu đồng một người trên năm. Thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của làng nghề là thành phố Hà Nội và một số tỉnh như Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. Sản phẩm của làng nghề đậu nghệ Đông Kim chủ yếu là đậu nghệ nước đậu. Làng nghề thu hút 103 hộ sản xuất, tạo việc làm cho 145 lao động nông thôn với thu nhập bình quân gần 8 triệu đồng một người trên tháng. Năm 2023, doanh thu của làng nghề đạt trên 104 tỷ đồng. Phụ phẩm và chất thải trong quá trình sản xuất đậu nghệ được người dân sử dụng ủ làm phân bón và phục vụ chăn nuôi nên môi trường khu vực sản xuất được đảm bảo. Các thành viên hội đồng thẩm định xét công nhận làng nghề tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu và đồng ý đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên xét công nhận làng nghề đối với hai làng nghề. Trong các tháng đầu năm nay, các làng nghề trên địa bàn thị xã Mỹ Hào tạo việc làm ổn định cho gần 5.000 lao động có thu nhập khá. Trong đó chủ yếu là 9 làng nghề mộc mỹ nghệ ở xã Hòa Phong, xã Dương Quang và làng nghề mộc dân dụng khu phố Quan Củ, phường Phan Đình Phùng. Hiện có khoảng 1.000 hộ tham gia tạo việc làm thường xuyên cho gần 5.000 lao động, mức thu nhập trung bình 10 triệu đồng một người một tháng. Nhiều thợ kỹ thuật thu được 15 đến 20 triệu đồng một tháng. Cơ bản, các xưởng đều không sản xuất đại trà, không sản xuất những mặt hàng đắt tiền mà sản xuất theo đơn đặt hàng và những mặt hàng kỹ, nhỏ, chất lượng cao. Cùng với đó, ngoài các sản phẩm mỹ nghệ trang trí thì ở đây còn sản xuất đa dạng các sản phẩm về đồ gỗ như cửa, ban ghế, giường, con tiện, cầu thang, trần nhà, đồng thời sử dụng mạng xã hội để bán hàng và mở rộng thị trường. Hai làng nghề còn lại là làng nghề Tương Bần, phường Bần Yên Nhân và chế biến thực phẩm phường Nhân Hòa hiện đang duy trì phát triển theo quy mô lớn hiện đại, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Trung bình hiện nay, làng nghề Tương Bần tiêu thụ khoảng 5.000 lít một ngày. Cùng với thực hiện phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thời gian này, xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ cũng đang tập trung mọi nguồn lực
xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Là địa phương có xuất phát điểm thấp, hạ tầng, cơ sở vật chất thiếu và yếu, hầu hết các tuyến đường giao thông xuống cấp, đi lại vận chuyển khó khăn. Điển hình như tuyến đường qua thôn Thanh Xá, trước đây chỉ rộng 3 mét, chưa đáp ứng được nhu cầu chuyên chở hàng hóa của nhân dân. Hưởng ứng chủ trương mở rộng đường giao thông, trên 40 hộ dân đã tự nguyện phá dỡ công trình, thậm chí một phần diện tích nhà ở để hiến đất mở rộng đường thành 5,5 mét. Trong đó, hộ hiến ít trên 10 mét vuông, hộ nhiều từ 60 đến 70 mét vuông. Bản thân tôi và con cái rất là phấn khởi và đồng thuận, sẵn sàng hiến đất thổ cư của mình để mở rộng đường, bỏ tiền ra để xây dựng cái khối lượng tường nó khá là dài. Thế nhưng mà gia đình cũng cảm thấy đây là một niềm vui phấn khởi, được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào cái sự phát triển của đất nước. Và cái đoạn đường tuy là chưa hoàn thiện, thế nhưng mà dân sử dụng đã có những cái thuận lợi hơn trước rất nhiều. Tôi nghe thấy thông tin của cấp trên truyền đạt coi là làm con đường mới, thì gia đình tôi đập luôn buồng và cổng ngõ để làm con đường rộng rãi, để sau này đời mình còn đến đời con cháu mình nó hưởng thụ. Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi. Để con em địa phương được học tập trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, ngay sau khi nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, xã Việt Cường đã tiến hành xây dựng trường trung học cơ sở, trường mầm non trên diện tích mới và xây thêm phòng học cho trường tiểu học với tổng số 42 phòng học, 12 phòng chức năng. Chỉ tính riêng từ năm 2023 đến nay, xã Việt Cường đã dành kinh phí trên 200 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó 100 tỷ đồng xây dựng trường lớp học, trên 100 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa của hai thôn và 10 km đường giao thông. Các tuyến đường đều được trải áp phan, đổ bê tông rộng từ 5m đến 7,5 m hoặc 10 m. Đạt được kết quả trên là do ngoài nhận được sự hỗ trợ của cấp trên từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, còn có sự hưởng ứng tích cực của hàng trăm hộ dân tự nguyện hiến đất ở, đất nông nghiệp và tài sản trên đất. Thì với tinh thần khẩn trương, cố gắng hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Việt Cường trước cái thời điểm sát nhập xã, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban xã đã triển khai chỉ đạo các ban ngành đoàn thể vào cuộc để tuyên truyền vận động nhân dân. Thì đến nay thì cơ bản đã hoàn thành được từ 80 đến 90% các cái công trình. Theo kế hoạch, đến ngày 19 tháng 8 tới sẽ đóng điện dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 phố nối. Vì vậy, huyện Văn Lâm đang chạy đua với thời gian, gấp rút thực hiện nốt công tác giải phóng mặt bằng cho hành lang tuyến, đảm bảo đến ngày 18 tháng 8, một số công trình nhà cửa, cây cối còn lại sẽ được hạ giải xuống cao trình mặt đất. Đã quá giờ làm việc buổi trưa, nhưng tại Ủy ban nhân dân xã Lương Tài, lãnh đạo huyện Văn Lâm vẫn chờ công dân đến để trực tiếp trao đổi thêm một số vấn đề trước khi nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Gia đình chị Huyền phải thu hồi 100 mét vuông đất ở cùng ngôi nhà ngay dưới hành lang an toàn lưới điện 500 kV tại thôn Xuân Đào, sau khi một số vấn đề còn băn khoăn, thắc mắc và đề nghị của chị được đích thân đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giải thích, làm rõ cũng như giao cho cơ quan chuyên môn tiếp nhận xử lý, chị Huyền vui vẻ nhận tiền bồi thường hỗ trợ sau khi đã đối trừ với phần diện tích đất tái định cư ra nơi ở mới có diện tích lớn hơn. Huyện cũng cảm ơn gia đình cô Huyền đã phối hợp rất là tích cực trong cái việc mà giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để bàn giao cái mặt bằng để thi công cái đường điện 500 kV mạch 3. Rất mong là gia đình cũng tiếp tục làm ăn phát triển kinh tế ngày một thuận lợi và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thế và cũng chấp hành tốt cái chủ trương đường lối pháp luật của Đảng và Nhà nước. Cảm ơn các anh. Mặc dù một số vướng mắc về thủ tục chưa được nhận đầy đủ tiền bồi thường hỗ trợ, nhưng không để công trình trọng điểm quốc gia phải chờ gia đình mình, ông Huynh đã chủ động phá dỡ ngôi nhà đang ở và chủ động thuê nhà trong thời gian xây dựng ngôi nhà mới tại phần đất khác của gia đình. Tôi là diện tích thu hồi là 140 mét, nhà nước thu hồi thì chúng tôi chấp hành thôi. Mặc dù thì mình nhận được ít thế nhưng mà chúng tôi vẫn ủng hộ công việc của quốc gia, chúng tôi ủng hộ đây, vẫn di dời, vẫn tháo dỡ đây. Huyện Văn Lâm đã sớm hoàn thành phần lớn diện tích phải giải phóng mặt bằng gần 3 hectare cho đường dây 500 kV qua địa bàn. Diện tích còn lại không nhiều thuộc hành lang an toàn lưới điện nhưng có nhiều vướng mắc liên quan đến 5 hộ có nhà ở, đất thổ cư ở xã Lương Tài, trong đó có một số hộ phải bố trí tái định cư. Trong sáng ngày 15 tháng 8, huyện tiếp tục mời 2 hộ
đã được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ lên nhận tiền và yêu cầu 3 hộ có nhà ở còn lại phải tiến hành tháo dỡ, bàn giao lại mặt bằng ngay. Với mọi nỗ lực, huyện Văn Lâm cam kết đến ngày 18 tháng 9 sẽ không còn công trình cây cối nằm dưới hành lang đường dây 500 kV để đảm bảo mạch máu mới của nền kinh tế này sẽ được vận hành thông suốt, đảm bảo an toàn. Từ năm 2011 đến nay, huyện Văn Giang đã cải tạo nâng cấp làm mới 43 km đường huyện, gần 40 km đường trục xã, gần 94 km đường trục thôn và trên 110 km đường ngõ xóm và 38 cầu, 268 cống dân sinh với tổng kinh phí đầu tư trên 2.700 tỷ đồng. Ngoài ra, huy động nhân dân đóng góp 115 tỷ đồng và trên 150.000 ngày công, hiến gần 15.000 m2 đất để làm đường giao thông. Hệ thống đường giao thông của các xã trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng nâng cấp theo quy hoạch, đảm bảo 100% đường trục xã, trục thôn được nhựa hóa bê tông hóa, 100% đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng được bê tông hóa, cứng hóa. Các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện được quản lý lắp đặt hệ thống biển chỉ dẫn chiếu sáng, trồng bổ sung cây xanh đường hoa. Đến nay, tất cả các tuyến đường có chiều rộng nền đường đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, đủ năng lực để vận hành và khai thác sử dụng ổn định trong thời gian dài, đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Đã có nhiều tai nạn điện dẫn đến tử vong do bẫy điện trên các cánh đồng, nhưng tại xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ vẫn diễn ra tình trạng người dân sử dụng bẫy điện để đuổi chuột. Theo đó, dây điện trần đã được kéo sát mặt đất nhằm bẫy chuột thuộc địa bàn thôn Tất Viên, xã Thủ Sĩ. Phạm vi sử dụng điện là trên 3 hectare ruộng lúa. Được biết đây là diện tích lúa nằm xen kẹp giữa khu dân cư và phần diện tích chuyển đổi từ cây lúa sang trồng cây ăn quả. Hiện nay cây lúa đang thời kỳ đẻ nhánh, việc thường xuyên chăm sóc và kiểm tra đồng ruộng, sử dụng các chế phẩm sinh học trong diệt chuột cần sớm được cán bộ phòng nông nghiệp phối hợp với xã Thủ Sĩ cũng như các xã có diện tích rau cấy lớn tuyên truyền vận động người dân không sử dụng, dùng bẫy điện trên đồng ruộng. Để phòng tránh tai nạn điện, chính quyền cũng cần tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân trên địa bàn chấp hành nghiêm luật điện lực và nghị định số 14 năm 2024 về hướng dẫn sử dụng điện an toàn. Để đảm bảo cơ sở vật chất trường, lớp học trước khi đón học sinh quay trở lại trường, các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang tích cực dọn dẹp, vệ sinh, tu sửa cơ sở vật chất, chỉnh trang trường lớp, chuẩn bị trang thiết bị dạy và học, đảm bảo sẵn sàng cho năm học mới. Năm học 2024-2025, trường tiểu học và trung học cơ sở Bảo Khê, thành phố Hưng Yên có 29 lớp với gần 1.000 học sinh. Năm nay, khối tiểu học của nhà trường được đầu tư xây mới 12 phòng học, phòng chức năng và chỉnh trang ốp lát lại sân trường. Hiện đơn vị thi công đang tích cực hoàn thiện các công đoạn cuối cùng, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8 để nhà trường hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất khang trang phục vụ cho năm học mới. Với cái cơ sở vật chất mới được xây thêm 12 phòng học này thì nhà trường đã đầy đủ cái số phòng học cho các con của năm học 2024-2025 và đảm bảo cả những cái phòng chức năng cho các con như phòng nghệ thuật, âm nhạc, tin học, ngoại ngữ đã có rất đầy đủ. Thời gian qua, thành phố đã đầu tư xây dựng mới và đưa vào sử dụng 87 phòng học và sửa chữa, tu bổ các phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng với trị giá trên 128 tỷ đồng cho các trường tiểu học và trung học cơ sở ở các xã, phường Bảo Khê, Lam Sơn, Hùng Cường, Phú Cường, Hồng Nam, Phương Triều, Quảng Châu, Hiến Nam. Mua sắm, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia với tổng kinh phí trên 18 tỷ đồng. Đến thời điểm này, cùng với việc tổ chức cho cán bộ giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng hè, các nhà trường đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh, giữ cảnh quan môi trường lớp học sạch đẹp, kiểm tra các trang thiết bị như bàn ghế, bóng điện, quạt mát để sửa chữa, bổ sung kịp thời trước thềm năm học mới. Hôm nay tại thành phố Hưng Yên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức liên hoan giai điệu tuổi Hồng và thiếu nhi kể chuyện tỉnh Hưng Yên hè năm 2024. Hơn 400 thiếu nhi thuộc 10 đội tuyển đến từ các huyện, thị xã, thành phố mang đến liên hoan 30 tiết mục ca múa nhạc kể chuyện thuyết trình. Các tiết mục có chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh Bác Hồ vĩ đại, những người anh hùng dân tộc, quê hương Hưng Yên đổi mới, các điển hình tiên tiến trong học tập, lao động sản xuất. Đây là dịp để các em thể hiện năng khiếu nghệ thuật, đồng thời rèn luyện kỹ năng sống, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức trao giải nhất cho tiết mục của huyện Văn Giang,
4 giải nhì, 5 giải ba cho các đội và các tiết mục xuất sắc. Chương trình thời sự hôm nay tới đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.